Hôm nay ngày 3 tháng 2 năm 2021, thứ tư, tuần thứ tư mùa thường niên năm lạ. Trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, khi chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ máu, và anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh em, như nói với những người con rằng: hỡi con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi người quả trách con, vì Chúa sửa dạy ai mà người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà người chọn làm con. Trong khi được sửa dạy, anh em hãy bền chí. Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái, vì có người con nào mà cha không sửa phạt. Ngày nay hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ hơn là nguồn vui, nhưng sau này nó sẽ mang lại hoa quả bình an công chính cho những ai được sửa dạy. Vì thế, anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời. Đường anh em đi, anh em hãy bạc cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân nhưng được an lành. Anh em hãy sống hòa thuận với hết mọi người, hãy ăn ở thánh thiện, chẳng vậy không được nhìn thấy Thiên Chúa. Anh em hãy coi chừng, đừng để mất ơn Chúa, đừng để một rễ cây đắng nào mọc chồi gây xáo trộn và làm cho nhiều người bị nhiễm độc. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Lòng yêu thương của Chúa vẫn còn tồn tại từ thuở này tới thuở kia cho những ai kính sợ Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ kha quên mọi ân huệ của Người. Lòng yêu thương của Chúa vẫn còn tồn tại từ thuở này tới thuở kia cho những ai kính sợ Người. Cũng như người cha yêu thương con cái, Chúa yêu thương những ai kính sợ Người. Người hiểu biết chỗ gây hình của chúng tôi, Người nhớ rằng tro bụi là tôi chúng tôi. Lòng yêu thương của Chúa vẫn còn tồn tại từ thuở này tới thuở kia cho những ai kính sợ Người. Nhưng lòng yêu thương của Chúa vẫn còn tồn tại từ thuở này đến thuở kia cho những ai kính sợ Người. Và đức công minh Chúa còn dành để cho con cháu họ, cho những ai giữ lời minh ước của Người. Lòng yêu thương của Chúa vẫn còn tồn tại từ thuở này tới thuở kia cho những ai kính sợ Người. Alleluia, alleluia. Chúa phán: ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sa-bát, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người nên nói rằng: bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thế ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc, con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao? Và họ vấp phạm vì Người. Chúa Giêsu liền bảo họ: không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình, họ hàng mình. Ở đó Người không được làm phép lạ nào, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân. Và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh và giảng dạy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thoát khỏi thành kiến. Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và là anh em của các ông Giacôbê, Joseph, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì Người.
Marco chương 6 câu 3. Suy niệm: dân thành Nazareth ngày xưa mang nặng thành kiến về Đức Giêsu. Họ không thể rót ra khỏi cái lý lịch trích ngang của người là bác thợ con bà Maria, cùng với anh em bà con như bao người khác sống trong làng xóm của họ. Chính cặp kính cận thị và thiên lệch đó đã che khuất tầm nhìn, khiến họ không thể nhận ra đấng thiên sai nơi con người Giêsu thành Nazareth ấy. Dù Ngài giảng dạy như đấng có uy quyền và làm các dấu lạ khiến họ kinh ngạc vì ở Israel chưa từng thấy thế bao giờ. Matthew chương 9 câu 33. Mời bạn, thành kiến giống như cặp kính bị lỗi khiến cho mọi thứ nhìn xuyên qua nó đều trở thành méo mó, lệch lạc, hay điều tốt cũng trở nên xấu xí. Người mang thành kiến luôn ở trong tư thế đối kháng, bắt bẻ, xét nét, xét đoán cách thiên lệch, bất công, và như thế không nhìn thấy được điều tốt đẹp nơi người khác. Để thoát khỏi thành kiến, cần gỡ bỏ cái nhìn tiêu cực để thay vào đó bằng cái nhìn tích cực. Thay vì soi mói khuyết điểm thì nỗ lực khám phá ưu điểm nơi anh em, và nhất là nói không với tính tự ái, tự phụ là nguồn chống lưng cho óc thành kiến đó. Sống lời Chúa để thoát khỏi thành kiến, mời bạn tập khám phá phương diện tích cực, ưu điểm của người khác. Cầu nguyện: lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con đôi mắt để nhìn, đôi tai để nghe. Xin cho chúng con biết nhìn, biết nghe tha nhân với lòng bao dung. Ngõ hầu chúng con thấy được sự hiện diện và ý định của Chúa nơi họ. Trích suy niệm lời Chúa hằng ngày. Ngôn ngữ của tình yêu. Có lẽ cái tên Helen Keller, một cô gái cầm điếc người Mỹ, đã trở thành bậc khoa bảng không còn xa lạ với chúng ta nữa. Vừa được 19 tháng sau một cơn đau màng óc, cô gái bất hạnh này trở thành mù lòa và câm điếc. Thế giới của âm thanh và màu sắc đã khép hẳn cánh cửa lại với cô. Làm thế nào để truyền thụ kiến thức cho một người câm điếc lại còn mù lòa? Cha mẹ của cô bé dường như muốn bó tay, nhưng có một cô giáo tên là Anna Sullivan đã không muốn bỏ cuộc. Hy vọng duy nhất mà cô giáo này còn có đó là có thể truyền thông và liên lạc với cô gái mù và câm điếc này qua việc tiếp xúc với bàn tay của cô. Chỉ có thể tiếp xúc với thế giới bằng đôi tay, nhưng Helen Keller đã có thể học xong đại học, tốt nghiệp tiến sĩ và trở thành văn sĩ. Cho người mù lòa và câm điếc chạm vào một sự vật và biết lên tên gọi của sự vật ấy, đó là một phương pháp của cô giáo Anna Sullivan. Dạy về những sự vật cụ thể như cái bàn, cuốn sách, cành cây, con chó, xem ra không hẳn là điều khó. Nhưng làm thế nào để diễn tả cho Helen hiểu được những ý niệm trừu tượng như tình yêu chẳng hạn? Ngày kia, cô giáo Anna Sullivan đã viết lên cánh tay của Helen hai chữ tình yêu, rồi ôm chầm lấy cô bé hôn lấy hôn đệ với tất cả sự thành thật và nhiệt tình của cô. Lần đầu tiên trong đời, cô gái câm điếc mù lòa bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh và cô hiểu được thế nào là yêu thương. Ngôn ngữ của tình yêu là những hành động cụ thể, ánh mắt trìu mến, những âu yếm vuốt ve của người mẹ đối với đứa con mới lột lòng có giá trị hơn bất cứ một quyển sách biên khảo nào về tình yêu. Những mồ hôi và nước mắt, những hy sinh hàng ngày của người cha giúp con cái hiểu được thế nào là yêu thương hơn bất cứ lời dẫn giải nào về tình yêu. Và có lẽ cũng thừa thải để bảo rằng khi hai người yêu nhau thì sự thanh lặng và những cử chỉ âu yếm có sức mạnh hùng hồn hơn những lời nói hoa mỹ, những trống rỗng. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài tỏ tình, Ngài bộc lộ tình yêu với con người không chỉ bằng những lời nói suông mà bằng cả lịch sử của những can thiệp, những thể hiện cụ thể. Một tình yêu không được chứng tỏ bằng những hành động cụ thể là một tình yêu giả dối, lừa bịp. Đạo Kitô của chúng ta là đạo của tình yêu. Một người Kitô không sống tình yêu, không viết lên hai chữ tình yêu bằng những hành động cụ thể đối với tha nhân, người đó chỉ là một người Kitô giả hiệu. Một đức tin không việc làm là một đức tin chết. Một lòng mến không được thể hiện bằng hoa trái của lòng mến chỉ là lòng mến giả tạo.
bài Trích sách Lẽ sống.